Quý vị khán giả, chúng ta cũng đến với nhanh trực tiếp tại sân đá Hải Yến để theo dõi trận cầu giữa cao thủ Hải Nhân Trái FC và cao thủ XBFC. Và chính họ sẽ là những người sẽ tổ chức ra bóng trước ở trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Như vậy mọi thứ đã sẵn sàng, vậy một của hai bóng cũng chính thức được bắt đầu. Không thể có tình huống cắt bóng Quốc Anh và Trần Cẳng, và lần này đã thành công cho cao thủ của XBFC. Một tình huống làm bàn ở hành lang cánh trái cho các cầu thủ áo xanh. Đó không phải là Quốc Anh mà cầu thủ Trực Quyến, cầu thủ mang số 9 đã lên tiếng ở pha bóng này. Trực Quyến để bóng hay, văn khỏe. Còn đây là văn khỏe, ngồi phản công. Không nhiều những tốc độ dâng cao. Dường như là toàn bộ đội của XBFC cũng đã chủ động lùi về. Đội bóng lúc này đang chơi một cách cực kỳ thăng hoa và bàn thắng để săn bằng bằng cách cho các thủ của Hà Duy Tranh. Cú lực xoay sở và thì tiến ra chân ngay. Hệ thống phòng ngự bên phía XBFC đã dành cho Denzelman một khoảng trống cực kỳ lớn. Cú lực xoay sở và bóng đi cực kỳ khó chịu. Trung Quyến. Tốc độ của số 9 đồng đội cũng đã chủ động rất cao. Uống vào lại một lần nữa, Kim Trang phải băng đà. Khoảng trống quá lớn và bàn thắng thứ hai dành cho các thủ của XBFC. Rõ ràng là như vậy. Với một pha tấn công và người lần này phát động tấn công đó là Trương Quyến. Thực hiện đường chuyền quá tốt dành cho đội. Thủ thành Kim Trang chúng ta phải băng đà. Nhưng không thể Quốc Anh, cầu thủ vào số 97 của XBFC là người đã có bàn thắng thứ hai. Chúng ta phải XBFC vươn lên một lần nữa. Quốc Anh được chuyền tình huống dứt điểm ngay, quá nhanh chóng dành cho cầu thủ XBFC. Lần này tình huống lên tiếng của Duy Lâm, cầu thủ mang số 13 đã có những sự đảo vị trí và rõ ràng là nó đã có những sự hiệu quả. Duy Lâm ở pha bóng trước thì cũng đã được Trực Quyến chia bài độ về những lứa tuổi, thì lúc này cầu thủ bên phía XBFC đang tỏ rõ sự khác biệt. Chưa thể có bàn thắng thứ tư, nhưng đây là bàn thắng thứ tư dành cho các thủ của XBFC. Quá nhanh chóng thì lúc này các cầu thủ của XBFC đã làm quá tốt khi họ có liên tiếp những bàn thắng để vươn lên trước đối phương của mình. Cú băng vào dứt điểm trước đó không thể thành công vượt qua đằng đầu. Vẫn còn khoảng trống lớn. Xoay sở đường chuyền đến đây. Đó chính xác là bàn thắng của Benzema. Quá nhiều những sự lộn xộn và cầu thủ bên phía Hải Nhân Chánh đã rút ngắn khoảng cách của mình lên thành 2-4. Nó lại bắt nguồn từ một tình huống đá phạt. Chính Benzema là người đã thực hiện tình huống đá phạt này và chính anh cũng là người kết thúc. Thực sự rất khó khăn để chúng ta có thể lường trước được trận cầu này khi mà cái bóng đang tỏ ra quá khỏe. Và đó là bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ của XBFC. Và đó là cú đúp của Quốc Anh. Những bàn thắng đến một cách liên tiếp. Chưa đầy phân nửa thời gian của hiệp thi đấu nhất, lúc này chúng ta đã được chứng kiến tới 7 bàn thắng. Và lần bóng ở phía trên vẫn là Trương Quyến. Quá người hay. Liệu có pha đánh chân ngay? Chính xác là như vậy, bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ XBFC. Những tình huống ban mật và đó là cú đúp của Duy Lâm. 6 bàn thắng đến từ 3 cầu thủ bên phía cầu thủ XBFC. Một tình huống ra chân cực kỳ mạnh. Số 6 phản công nhanh. Quốc Anh. Quá người hay của Quốc Anh. Tình huống 3-3. Đường chuyền tốt đối mặt với thủ thành Quảng Châu. Và bàn thắng dành cho bầu hồng của cầu thủ XBFC. Được vào sân ở trong cuối hiệp thi đấu thứ nhất và cho tới lúc này phải kể đến tình huống xoay sở và chia bài trước đó, nhưng sau đó lại không thể có một tình huống xoay sở. Quốc Anh vào đây
quá căng với pha đá chân vừa rồi. Tiếp tục dâng cao khoảng cách cho cao thủ Xbet. Tròn trục bàn thắng ở trong trận cầu này. Và lại là Quốc Anh là người đã chưa bài. Cũng xoay sở là cái cháy và pha trận trái phá của số 6. Quốc Anh vẫn là số 97. Đẹp bóng khá nhanh. Cũng ok. Lại là mất bóng nữa. Liệu có hat-trick cho Duy Lâm? Tiếp tục là bàn thắng cho cầu thủ Xbet. Bàn thắng đến với cách cực kỳ dễ dàng. Có đủ thời gian khoảng trống khi mà nhận được chuyền của Duy Lâm. Đầu đội đã cực kỳ bình tĩnh, xoay sở và tiện hướng lớp bóng qua đầu của Thuận Tiến Vượng. Khá lộn xộn và trọng tài đã công nhận bàn thắng dành cho các cầu thủ của Hải Nhân Tránh. Người đã áp sát và gây lên những sức ép đó là Bi Lớn. Và dường như bàn thắng sẽ được tính cho Long Ba Mi. Tình huống là bàn cực kỳ đẹp mắt của số 8. Dường như các cầu thủ của Xbet đã không theo số 8 ở trong pha bóng vừa rồi, để cho số 8 có một khoảng trống quá lớn và xoay sở thực hiện tình huống lóc bóng. Và bóng quá đẹp. Và tiếp tục tình huống đã trận căng, nhưng các cầu thủ chơi phòng ngự bên phía Xbet. Và đến lúc này thì trọng tài Mèo Coleda đã thổi còi mãn cuộc trận cầu. Tỷ số là 9-4 nghiêng về các cầu thủ của Xbet. Một trận cầu thành công với cả đội bóng, với khá nhiều những bàn thắng được ghi. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn hai đội bóng đã đến với trận cầu. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị và các bạn sau đây khoảng vài phút.